Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hà Trí Quang hạnh phúc khi được Thanh Đoàn tự tay làm điều này trong ngày sinh nhật. Còn nhận núi quà khủng, diễn viên Hà Trí Quang đã có buổi tiệc sinh nhật ấm áp bên nửa kia là Thanh Đoàn. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình, Hà Trí Quang Hạnh Phúc đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Anh tươi cười rạng rỡ vì có bạn đời là Thanh Đoàn kề bên. Nam diễn viên xúc động, khoe những điều ý nghĩa mà Thanh Đoàn đã làm cho mình hôm qua được chính tay em làm tiệc sinh nhật tự nấu bữa ăn cho đêm sinh nhật thật hạnh phúc một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình cảm ơn em thanh đoàn và tất cả gia đình hà trí quang diện sơ mi trắng chụp ảnh cực tình tứ bên thanh đoàn anh nhận được nhiều hoa bánh kem và cả núi quà hàng hiệu từ người thân bạn bè và người hâm mộ anh tâm sự đến thời điểm hiện tại mọi thứ với anh đều quá viên mãn khi có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp vững vàng May mắn hơn cả là bạn đời luôn thấu hiểu, quan tâm và ủng hộ cho anh mọi lúc mọi nơi. Hà Trí Quang hạnh phúc khi được thanh đoàn tự tay làm điều này trong ngày sinh nhật. Hà Trí Quang còn nhận núi quà khủng. Hà Trí Quang và thanh đoàn là cặp đôi cực hạnh phúc của showbiz. Hà Trí Quang và thanh đoàn là cặp đôi được cư dân mạng lẫn khán giả vô cùng ủng hộ. Cả hai có với nhau cặp sinh đôi ca ca và mùi mũi được sinh ra bằng cách thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ. Cặp đôi tậu dựng một cơ ngơi hoành tráng đầy đủ tiện nghi để chăm sóc cho hai nhóc tỳ. Đăng Khôi tổ chức sinh nhật tưng bừng cho vợ, ngắm mãi không biết chán, yêu mãi không giảm. Ca sĩ Đăng Khôi và Thủy Anh đã tung bộ ảnh mừng sinh nhật cùng nhau vô cùng tình tứ ngọt ngào. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đăng Khôi đã tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã Thủy Anh trên sóng truyền hình. Anh gửi lời yêu thương đến vợ, khiến hội chị em phụ nữ phải tan chảy. Anh cho biết, Happy Birthday vợ yêu nhỏ bé đáng yêu tuổi 18. Năm nay vợ ngày càng xịt tin và xinh hơn, trẻ hơn, chồng ngắm mãi không biết chán, yêu mãi và càng hơn chứ không giảm nhé. Chúc vợ sẽ ngày càng hạnh phúc hơn và thành công hơn nữa, luôn có chồng và gia đình ở bên ủng hộ với bất cứ việc gì. Giờ chúng ta đi ăn sinh nhật vợ thôi, chồng lên plan sẵn hết rồi nha. Đáp lại chồng Thủy Anh cũng gọi chuyện tình của mình và ông xã là cổ tích. Đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm gọi là cổ tích. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, chiều chuộng em, để em mãi là công chúa bé nhỏ trong vòng tay anh. Happy birthday to me. Thủy Anh sinh như gái 18 trong ngày sinh nhật. Đăng khôi mở tiệc lớn mừng sinh nhật cho vợ trong ảnh cặp đôi xã kho ảnh mừng sinh nhật cực hoành tráng nam ca sĩ tặng cho bạn đời bó hoa hồng to và những món quà hàng hiệu đắt giá anh còn tổ chức tiệc tại một nhà hàng sang trọng cho cô cho cả hai cứ như vợ chồng son chứ không phải là bố mẹ bỉm chung sống nhiều năm nữa bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo